Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây và phát sóng trực tiếp bán dùm cho khách hàng 3 con bò cái. Đây, ở đây thì có 2 con kem Pháp và 1 con bò 3B. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của 1 con bò kem Pháp cái. Con này là con kem Pháp đầu trụi với một cái dốc dáng khuôn hình nói chung là khá là lực. Chân móng trước là móng sò, cùm trụ thì đứng thẳng, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Con này thì nó là đầu trụi nha. Sái lưng, sái mặt thì nói chung là, đây thì quay cận cảnh cho quý anh chị các bạn xem. Mỏ hồng ha. Sái lưng nằm đây. Đó, lưng vai nè. Khá là lực. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m1 bò. Đó, con này tầm khoảng 7 tháng tuổi nha. Qua bự. Chân móng nè. Mình nhìn thấy không? Chân móng là móng sò rúng nè. Chân móng à. Lông nhuyễn da sát. Kế bên, kế bên cũng là một con kem Pháp đầu trụi nữa. Nè, mặt mày nè. Lưng vai rất là lực luôn. Rúng thì đầy đủ nha, xương sóc to. Con này khoảng tầm 7 tháng rưỡi bò. Con này thì chiều cao tại phía sau khu này khoảng tầm 1m15. À, cái sấy thì nằm đây, sấy lưng thì nằm đây của chú anh chị các bạn. Đó, bà con cô bác anh chị thấy lưng vai rất là lực đúng không? Cái dàn khung vai rất là lực, mặt mày nè, đầu thì đầu trụi, à, lưng vai lực. Đây là toàn diện diện con bò, chân móng sò. Ở đây thì lưng vai khá lực ha. Rúng nè, rúng chiền. Con này thuộc diện dòng 3B. Vú 4 cái ha, 4 cái đều. Rúng chiền từ vú mà chiền lên dài lên dậu. Chân móng nè. Chân móng sau. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Sái tích nghiêm chỉnh. Qua bự. Đòn khá là dài. Con 3B này thuộc về con 3B có cái mài sừng. Xin lỗi cô chú chị các bạn nghe điện thoại khách chứ nha. Dạ em nghe. Alo, chú ra. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thấy chú băng đồ mua bo nhưng mà trên kẻ trong đường bao lấy trường phòng hải đi ha. Anh ở đâu? Ở Nghệ An. Nghệ An hả? Vâng vâng. Anh chở nhiêu con? Chở khoảng 20 con, đường hải 15 con. Bò bê hay là bò mẹ? Bò bê. Bò bê hả? À, vâng vâng. Rồi ok, để chiều chiều anh gọi lại em báo giá xe cho. Đâu không? Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Đây cô chú anh chị và các bạn. Bò 3B này nói chung là rất là lực ha. Đòn dài nè, rúng yếm đẹp. Chân móng xương sóc thì khỏi chê. Bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác như quý anh chị. Anh 17 lưỡi con, hai con đó. Con kia 16 lưỡi. Hai con này có giá là mỗi con 17 triệu rưỡi. Còn con này có giá là 16 triệu rưỡi. Đây, dậu yếm nè, rất là tốt ha. Rúng nè. Sái tích, mặt mày, đầu trụi, chân móng rất đẹp. Không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Với tất cả những cái con bò ở đây thì bà con cô bác anh chị người ta biết rồi. Khi mà giao đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về tình trạng chân móng của nó rồi mới thanh toán tiền cho bác tài đi về ha. Ở đây thì ba con bò này là hai con này là khoảng 7 tháng rưỡi. Hai con khoảng 7 tháng rưỡi tuổi. Và con này có khoảng tầm 6 tháng rưỡi tuổi này. Đó. Và con này có giá là 16 triệu. 16 triệu 500. Và hai con này có giá là 17 triệu 500, mỗi con có giá 17 triệu 500 ha. Bà con của bác anh chị chúng ta vui lòng nghe kỹ và rõ. Chân móng nè, rúng nè. Cấp mình nè. Rất là tốt ha. Đây, 3B. 3B bông rất là đẹp. Đó, bà con cô bác anh chị ở gần xa có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình. Thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao của từng con cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Để chúng ta đưa ra quyết định mình có nên mua hay không ha. Nếu mà cảm thấy muốn mua thì chúng ta liên hệ ngay và liền với em, số điện thoại em để trên màn hình. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m15. Hai con này chiều cao khoảng 1m15 đó cô chú anh chị và các bạn. Còn con này chắc con này khoảng 1m13 đó, bà con cô bác anh chị
ai có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Đây hai kem pháp đầu trụi và con 3B nó hơi có cái mài sực. Con này 16 triệu rưỡi, chốt giá 16 triệu rưỡi. Và hai con này mỗi con có giá là 17 triệu rưỡi. Rồi thì bà con cô bác anh chị nào muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Xin kính chào.